Hello mọi người, mình là Bảo Câu đến từ channel của HD. Hôm nay mình không hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng gì cả. Hướng dẫn các bạn làm quy du lịch. Dạo gần đây thì trên TikTok xuất hiện khá nhiều clip quy bu, khá nhiều clip hiệu ứng như thế này. Mình sẽ hướng dẫn hiệu ứng này luôn, các bạn nhớ chú ý nhé. Đầu tiên là tạo một composition mới, có số frame rate là 29.97 nhé. Việc tiếp theo chuẩn bị làm là chuẩn bị 3 video, một video xuất hiện vào bên trái và một video xuất hiện vào bên phải. Còn video background thì bạn có thể dùng cái hình tĩnh cũng được. Sau đó bỏ hết chúng vào timeline. Giờ thì kéo video 2 về cuối video 1. Coi như đây là điểm giao nhau nhé. Double click vào video 1, di con trỏ tới điểm được cho là mình dùng để làm hiệu ứng cái này ấy. Xong ấn Ctrl Shift D để copy và cut layer đó ra. Ngay tại điểm này thì mình dùng Pen Tool bắt đầu tạo mask trên layer này nhé. Tạo mask xong thì nhớ đặt key tại mask path và di chuyển mask theo video và đặt key theo nó nhé. Cách này thì thường dành cho những bạn có máy yếu, còn nếu có PC khỏe hơn thì có thể sử dụng Roto Brush cho nhanh nhé. Sau khi đặt mask xong thì nhớ cho tăng độ filter nó lên nhé, tầm 15-20 gì đấy. Tương tự như thế ở Composition 2, ta tiếp tục đặt mask và đặt key cho video 2. Nhưng thay vì đặt mask ở cuối như video 1 thì ở video 2 ta đặt nó lên đầu. Sau khi đặt key ở mask thì nó sẽ ra như thế này. Và nhớ vẫn có thể dùng cách là Roto Brush nhé. Wait, nhớ tăng filter nhé. Bây giờ thì trở lại composition chính, đưa con trỏ tới điểm đặt key mask hồi nãy trên video 1 đấy và dùng Ctrl Shift D để copy and cut layer nó ra và đổi màu cho dễ phân biệt nhé. Bây giờ thì tìm kiếm hiệu ứng có tên là Radiant Blur trên mục Effect và Preset. Sau đó thì kéo nó vào layer màu đỏ đấy nhé. Trên mục Effect Control thì chọn vào Zoom và sau đó đặt key tại đây luôn là bằng 0. Và tiếp tục tích vào key ở dưới là hướng di chuyển của Blur. Ấn U trên timeline để hiện ra key effect và kéo timeline về điểm đặt key tiếp theo. Sau đó thì lên mục Effect Control, kéo cái trong ô vuông này qua bên phải một xíu thì tự động key hướng chuyển động Blur tự đặt key cho mình. Và ở mục Amount thì tăng thêm 20. Còn ở cái vị trí center này, cái vị trí của hướng di chuyển Blur ấy, thì các bạn cứ căn chỉnh bằng cái nút này sao cho hợp với mắt bạn là được, hợp với cái hướng mà bạn biến hình ấy. Và giờ thì đẩy hai key này vào tầm khoảng 2-3 frame. Còn frame cuối thì tăng độ blur lên, tạo cảm giác biến mất. Tương tự sang layer của video 2 thì cũng thế, nhưng mà làm ngược lại thôi. Key đầu thì ta tăng độ blur lên, còn key cuối thì giảm tất cả về bằng 0. Tất cả về như ban đầu ấy. Xong giờ thì di chuyển nó tới lúc layer 1 vừa biến mất là nó vừa xuất hiện luôn. Cho hai cảnh mask lại với nhau nhé. Giờ thì chọn tất cả các key, ấn F9, Easy In để cho motion blur nó mượt hơn. Giờ thì điều chỉnh timing, điều chỉnh key cho tăng thêm tốc độ để cho nó xuất hiện hợp lý hơn nhé. Cái này thì tùy theo mắt các bạn nhé. Sau khi đã hoàn thành xong hết các key effect kia, nhớ giảm opacity xuống dần của video 1. Và đây là kết quả. Hiệu ứng tiếp theo là Hold Frame và Motion Blur. Ngay tại điểm này thì ấn Ctrl Shift D. Sau đó từ layer này, ấn vào Time và Free Frame. Sau đó thì đặt mask lên nhé, nhưng mà không cần đặt key. Và nhớ vẫn phải tăng Feather nó lên. Sau khi mask xong thì đặt key Position. Key đầu thì mình dịch qua phải một xíu. Và cứ cách một frame là đặt một key vào. Và cứ thế kéo đều qua trái. Và nhớ đặt motion blur cho layer này nhé. Sau khi đặt key xong thì nhớ EGE tất cả các key. Và ấn Alt, click chuột trái vào key position. Và viết vào dòng code là loop out, ping pong. Để lặp lại chuyển động ấy. Có một điểm đáng chú ý là điểm như thế này đây. Sau khi xong hết rồi thì ấn Ctrl K chuyển qua mục Event. Tăng ở mục này lên 360 thì số này càng cao thì sẽ giúp tăng độ blur cho motion đó. Giờ thì quay lại timeline điều chỉnh key như này nhé. Nếu vẫn chưa đủ nhanh thì tiếp tục kéo hai key motion đầu sát lại với nhau và cách một frame tới key thứ ba, cách frame và tới hai key cuối cùng là xong nhé. Và đây là kết quả.
Và mình xin kết thúc video này tại đây. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe cho mình. Dạo này có khá là nhiều bạn inbox cho mình hỏi về khóa học After Effects sắp tới và trao đổi với team mình và quyết định ra cho một khóa học. Và đây là clip về giáo trình sơ bộ After Effects căn bản của team mình. Các bạn có thể xem qua nhé. Hi, mình là Bồ Câu đây. Sở dĩ mình không lên hình là bởi vì do ông thợ cắt tóc ấy. Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Video này không phải là video hướng dẫn, mà là video giới thiệu về khóa học After Effects của mình. Trước tiên thì mình sẽ nói sơ về khóa học của mình nhé. Khóa học AE cơ bản sẽ có 9 buổi và sẽ chia đều ra trong 3 tuần, mỗi tuần 3 buổi. 4 buổi đầu thì mình sẽ tập trung hướng dẫn các bạn về giao diện cơ bản của AE, làm quen và sử dụng các tool thường sử dụng. 2 buổi tiếp theo là buổi 5 và buổi 6. Và mình sẽ hướng dẫn về camera 3D và layer 3D. Buổi 7, buổi 8 mình sẽ nói về tracking, còn buổi cuối cùng là hướng dẫn về plugin. Cứ sau mỗi buổi lý thuyết là sẽ tới buổi thực hành. Nó sẽ được sắp xếp xen kẽ với nhau, nên mọi người cứ yên tâm về lượng kiến thức nhé. Nếu bạn nào muốn nâng cao trình độ và muốn hiểu biết sâu hơn về cái mảng editor này thì nên đăng ký nhé. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên fanpage của HD. Cảm ơn.